giữa thời điểm 16 series rục rịch sắp ra mắt thì liệu chúng ta có nên mua 12 Pro Max hay là không? Và những bạn nào cũng đang quan tâm tới dòng sản phẩm này á thì xem tới cuối clip nha. Không biết các bạn có biết hay không, nhưng đây là chiếc iPhone đầu tiên có kích thước màn hình lớn, có 3 mắt và có thiết kế viền vuông rẻ nhất mà chúng ta có thể mua được ở thời điểm hiện tại. Và nếu 16 Pro Max ra mắt á, thì thiết kế của nó cũng chỉ vẫn như thế này thôi, vẫn là khung viền vuông nè, vẫn có 3 cam nè. Và nếu có khác á, là chỉ khác khung viền bằng titan nè, cam thì to hơn một xí. Và mặt trước của nó thì được trang bị bằng Dynamic Island thay vì màn hình tay thỏ như thế này. Mặc dù camera hơi bé nhưng chất lượng hình ảnh thì không hề tệ chút nào. Từ quay phim, chụp ảnh, mọi thứ vẫn cứ là ngon lành cành đào luôn. Và nếu nói về nhược điểm thì có đó, nhưng mà nhược điểm thì cũng chính là ưu điểm luôn. Đó chính là M12 Pro Max này nè, không có màn hình ProMotion 120Hz. Nhưng cũng nhờ vậy mà các bạn không cần phải lo em nó bị tình trạng xanh màn hay là lỗi màn hết nha. Cực kỳ lành tính luôn. Đấy, vậy nên á, những bạn nào mà đang dùng em này á, thì cứ tự tin mà dùng. Còn những bạn nào mà đang muốn mua dòng này á, thì cứ thoải mái mà xuống tiền thôi. Và em này á, bên Thọ Táo đang là best seller đó nha. Máy ngon, bao chất lượng. Anh em cần biết thêm gì á, thì inbox shop nha.